Chào mừng toàn thể các quý vị khách hàng đã đến với livestream của Thẩm mỹ Oheo. Ngày hôm nay Thẩm mỹ Oheo điều trị giãn ma mạch vùng chân cho một chị khách hàng nữ là chị Thu đến từ Thái Nguyên quý vị ạ. Tình trạng giãn ma mạch của chị Thu thì không quá là điển hình, nhưng tuy nhiên thì giải rác gần như là toàn bộ khắp vùng chân và đặc biệt là chủ yếu tập trung nhiều ở vùng cổ chân và mắt cá chân. Do đặc thù công việc của chị là làm ở bệnh viện nên là phải đi đứng rất là nhiều nên là cái phần giãn ma mạch đã dồn chủ yếu là ở phần cổ chân và bắp chân dưới quý vị ạ. Và ngoài ra thì giải rác gần như là toàn bộ chân của chị có những sợi giãn mạch nhỏ và với tình trạng của chị Thu thì cũng chưa quá là nặng, chính vì thế nên là đối với Mercury LX của thẩm mỹ Oheo thì hoàn toàn có thể điều trị được dễ dàng. Đầu tiên thì chuyên gia sẽ đi một số điểm ở phía trên phần đùi. Với tình trạng mà đang xuất hiện là giải rác gần như là toàn bộ vùng chân như thế này mà nếu như mà chúng ta không điều trị sớm thì chắc chắn là ở những phần, những vùng mà bị giãn ma mạch sẽ tiếp tục là sẽ lan ra tiếp quý vị nha, và sẽ tạo thành từng múi cũng như từng chùm giãn ma mạch mà ở các ca giãn ma mạch điển hình tại thẩm mỹ Oheo đã từng chia sẻ tới các quý vị khách hàng rồi đấy ạ. Vâng, chị Thu thì cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chính vì thế nên khi thấy xuất hiện là mới ở mức độ nhẹ, mức độ 2 như thế này thôi là chị đã quyết định là đến với thẩm mỹ Oheo để điều trị rồi. Vâng ạ, những sợi da ma mạch nhỏ thì rất nhanh chóng sẽ được đông co và tiêu biến ngay. Chúng ta có thể thấy rằng ở phía phần bắp chân dưới và cổ chân thì sẽ tập trung nhiều hơn, đúng không ạ? Nhìn thấy rõ hơn ở các sợi giãn mạch. Đây ạ, có một chùm giãn mạch rất là lớn này. Bởi vì chị Thu là đi lại cũng như là trong một ngày tần suất đi lại quá là nhiều và đứng lâu. Chính vì thế nên là trọng lực sẽ dồn xuống chủ yếu là phần cổ chân và sẽ nhìn thấy là phần cổ chân sẽ bị giãn mạch nhiều hơn quý vị ạ. Khi mà sóng laser đi ra thì sẽ lập tức là làm tiêu biến và đông co các sợi giãn ma mạch. Đối với các sợi giãn ma mạch mảnh như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng đã tiêu biến ngay lập tức luôn, đúng không ạ? Thậm chí là không từ những màu sắc là tím không còn là chuyển ra màu đỏ nữa mà lập tức là tiêu biến luôn quý vị ạ. Vâng, một hiệu quả đáp ứng rất là tốt. Đối với các quý vị khách hàng mà mới bị tình trạng giãn mạch thì thẩm mỹ Oheo luôn luôn khuyên quý vị là nên điều trị sớm khi mà tình trạng của chúng ta còn xuất hiện ít và các cái sợi giãn mạch còn rất là mảnh thì sẽ rất là dễ điều trị thôi. Chúng ta sẽ chỉ mất ít buổi cũng như là ít thời gian để điều trị. Còn khi mà chúng ta để thời gian lâu rồi và các sợi giãn mạch đã xuất hiện nhiều cũng như là tập trung thành từng búi lớn thì sẽ rất là mất thời gian trong điều trị cũng như là mất chi phí quý vị nha. Và ngoài ra thì còn có thể là xảy ra hiện tượng là suy giãn tĩnh mạch và ảnh hưởng đến tĩnh mạch của chúng ta, nữa nổ lên những đường tĩnh mạch rất là lớn, và lúc đó thì chúng ta chỉ có phải là vào bệnh viện để phẫu thuật thôi, hoặc là tiêm sẽ những biện pháp đó sẽ rất là đau cũng như là sẽ rất là mất thời gian nhiều hơn cho các quý vị khách hàng. Vâng ạ, rất nhanh chóng vừa rồi thì một búi này đã được điều trị xong rồi, đúng không thưa chuyên gia? Dạ vâng ạ, chúng ta có thể nhìn thấy hoàn toàn tiêu biến luôn quý vị ạ. Không còn nhìn thấy một sợi giãn ma mạch nào ở vùng búi vừa rồi nữa. Vâng, ở phía bên này nữa cũng có một búi chuyên gia. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để nhìn theo dõi cái phần búi giãn ma mạch bên này quý vị nha. Vâng, cũng rất là rõ ràng. Vâng ạ, chỉ qua một vài bước sóng laser thôi là phần giãn ma mạch đã được đông co và tiêu biến hoàn toàn luôn rồi quý ạ. Đối với những trường hợp mà còn ở tình trạng mà nhẹ và mảnh như thế này thì rất dễ để điều trị thôi. Nên nếu như quý vị khách hàng nào đang gặp tình trạng giống như chị Thu, chị khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay bị giãn ma mạch do công việc hoặc là do sau sinh thì hãy liên hệ với thẩm mỹ Oheo để có thể có nhận được chi phí ưu đãi tới 55% chi phí trong tháng 4 này quý vị nha. Tại hai địa chỉ: cơ sở 1 208 Hoàng Ngân, Hà Nội, cơ sở 2 là 138 A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ở buổi tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ hình ảnh của chị Thu đến các quý vị khách hàng. Và buổi hôm nay thì mặc dù chúng ta đã nhìn thấy là phần giãn ma mạch đã được tiêu biến rất là nhiều rồi, nhưng buổi ngày tiếp theo sẽ là kết quả của buổi hôm nay quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream sau.